Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết tối ngày 16 tháng 7 của chúng tôi. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình, khu vực Tây Nguyên có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Cụ thể, theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình cho biết, lực lượng đã triển khai phương án chỉ đạo các đơn vị trên hai tuyến khẩn trương thông báo, tuyên truyền về tình hình diễn biến của áp thấp nhiệt đới và kêu gọi tàu thuyền vào nơi trú ẩn an toàn. Bộ Chỉ huy cũng yêu cầu lực lượng biên phòng trên đất liền phối hợp với địa phương và các lực lượng có liên quan ra soát các điểm có nguy cơ ngập lụt, sạt lở để chủ động có phương án di dời, khắc phục và tổ chức lực lượng canh trực, cắm biển báo, cảnh báo tại những khu vực nguy hiểm. Đồng thời, cần chuẩn bị lực lượng phương tiện để sẵn sàng làm nhiệm vụ khi có tình huống xảy ra. Tại Quảng Nam, trên 900 lao động ở ngư trường xa bờ cũng đã trở về đất liền. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Nam đã chỉ đạo các đồn biên phòng tuyến biển chủ động cập nhật diễn biến tình hình thời tiết, phối hợp với các địa phương và gia đình ngư dân để giữ thông tin liên lạc, thông báo cho chủ tàu, thuyền trưởng nhằm nắm được diễn biến của áp thấp nhiệt đới để tìm nơi tránh trú an toàn. Xin được chuyển sang một số thông tin về áp thấp nhiệt đới. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày 16 tháng 7 và những ngày tới, thời tiết cả nước chủ yếu là mưa. Vùng mưa to tập trung ở các tỉnh Bắc Bộ đến Tây Nguyên. Riêng Nam Bộ, mưa sẽ giảm dần trong 1-2 ngày tới trước khi bắt đầu một đợt mưa mới. Cụ thể, từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 7, đồng bằng và ven biển Bắc Bộ, Thanh Hóa đến Quảng Trị, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa từ 60 đến 120mm, có nơi trên 200mm. Do mưa to liên tục, cơ quan chức năng cảnh báo trên các sông từ Thanh Hóa đến Quảng Trị khả năng xuất hiện một đợt lũ, đồng thời nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi, ngập lụt vùng trũng thấp ven sông và khu đô thị tại các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị. Khu vực Tây Nguyên mưa to tới rất to với lượng mưa từ 40 đến 80mm, có nơi trên 150mm, mưa lớn tập trung vào chiều và đêm. Nam Bộ ngày nắng gián đoạn, chiều tối mưa rào tới mưa to. Hôm nay, áp thấp nhiệt đới sau khi vào đất liền sẽ suy yếu thành một vùng áp thấp. Tuy nhiên, hình thái này vẫn gây mưa lớn cho đất liền và trên biển. Vùng biển ngoài khơi từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, mưa rào và dông mạnh, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 biển động. Vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, cấp 9, biển động. Khu vực Vịnh Bắc Bộ, gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, biển động. Tiếp theo chương trình sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực trong đêm nay và sáng ngày mai, ngày 17 tháng 7. Thủ đô Hà Nội nhiều mây, mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, mưa rào, mưa to, có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, mưa rào, mưa to, có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa rào đến mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tây Nguyên nhiều mây, mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Nam Bộ nhiều mây, mưa rào đến mưa to, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Tiếp theo chương trình sẽ là thông tin thời tiết của một số tỉnh, thành phố trên cả nước.
Kết thúc bản tin thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi sẽ là thông tin thời tiết của một số thủ đô các nước trên thế giới. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.